Nam Mô Giới Hương Định Hương Dự Huệ Hương Giải Thoát Tri Kiến Hương Quang Minh Dân Đại Biện Pháp Giới. Nam Mô Hương Cúng Dường Thập Phương Vô Lượng Phật. Nam Mô Hương Cúng Dường Thập Phương Vô Lượng Pháp. Nam Mô Hương Cúng Dường Thập Phương Vô Lượng Hiền Thánh Tăng. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Như Lai Từ Phủ Điều Ngữ Bốn Miệng Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Từ Bi Gia Hộ Đẳng Đẳng Chư Phật Tử Tội Diệt Phước Sanh Thiện Căn Tăng Trường Trí Tánh Thường Minh Bát Nhã Hóa Khai Đạo Tâm Bất Thối. Nguyện cầu cửu quyền thất tổ cộng siêu sanh bát nạn tam độ cầu mong giải khổ. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví tựa đạo tràng mười phương Phật hiển hào quang sáng ngời. Trước báo tòa thân chúng con ảnh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chi tâm đánh lệ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật. Thông Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chi tâm đánh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hậu Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồn Tát. Chi tâm đánh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dương chi tình thủy biên sải tam mà thiên tánh không bác đức lời nhân thiên pháp giới hoàng tăng viên diệt tội tiêu khiên hoa diệm hoa hồng liên. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.
Nam Mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đọa Bà Gia Ma Nơi Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đắc Bàn Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa. Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đê Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hê Rì Ma Bàn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già Ma Phát Đát Đậu Đát Điệt Tha An Na Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tán Đoa Lát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Cú Lô Cú Lô Kiết Mông Đồ Lô Hê Đồ Lô Va Xà Gia Đế Ma Ha Va Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Kê Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phàng Ma ra mùng đê lệ hê di hê thất na ra xâm Phật ra xá lợi và xa Phật xâm Phật ra xá già hô lô ma ra. Hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá. Di đê rì ya na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ha ma tất đà ya ta ba tất đà vũ nghệ thước bàn. Ra ya ta ba ha na ra cẩn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng ha mục kê ya ta ba ma tất đà ya ta ba ha. Giải kiết ra tất đà dạ ta ba ha ba đà mai tất đà dạ ta ba ha na ra cẩn kỳ ban đà ra dạ ta ba ha ma ba lợi thân yết ra dạ ta ba ha. Nam mô hắc ra đát na đà ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta bà ha nghe tất cả điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà ha. An tất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà ha an tất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà ha. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì
nguyện dạy như lai chân thiệt nghĩa. Tâm quang mát nắng lường, xúc xứ phóng hào quang vi thổi vi tường, ngưỡng khai pháp trung dương. Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô, phụng thịnh thanh trừ tai kim cang. Nhất tâm phụng thịnh Nam mô, đọc kim cang. Nhất tâm phụng thân Nam mô, huỳnh tùy cầu kim cang. Nhất tâm phụng thân Nam mô, bạch tịnh thủy kim cang. Nhất tâm phụng thịnh Nam mô, xích thịnh hỏa kim cang. Nhất tâm phụng thịnh Nam mô, định trì tai kim cang. Nhất tâm phụng thân Nam mô, tự hiền kim cang. Nhất tâm phụng thân Nam mô, đại thần cang. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô, kim cang quyến Bồ Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô, kim cang sách Bồ Tát. Nhất tâm phụng thịnh Nam mô, kim cang ái Bồ Tát. Nhất tâm phụng thịnh Nam mô, kim cang ngự Bồ Tát. Kệ thủ tam giới tôn quy mạng thập phương Phật, ngã kim pháp hoằng nguyên trì tung kim cang kinh, thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ nhức khổ kiên văn già, tất phát bồ đề tâm tận thử nhất báo thân đồng sanh cực lạc quốc. Dân hà đắc thọ trường
kiếm căn bất hoại thân, phục dĩ hà nhân duyên đắc đại kim cố lực, dân hà ư thử kinh, cứu cánh đau bị ngạn nguyện Phật khai vi mật, quang vị chúng sanh thuyết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông nguyện, tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Kim Cang Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xa Vệ Quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Giữa Đại Tỳ Kheo Chúng Thiên Nhị Ba Ngũ Thập Nhân Câu. Nhị thời Thế Tôn thực thời, trước ý trì bát nhập xa dễ đại thành khất thực, ưng kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ hoàng chí bổn sư. Phản thực ngật thấu ý bát tẩy túc gì phu tòa nhi tòa, thời trưởng lão tu bồ đề tại đại chúng trung tức tùng tòa khởi thiên đáng hữu kiên, hữu tất trước địa hiệp trưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn. Hy hữu Thế Tôn Như Lai thuyền hộ niệm, chư Bồ Tát thiện phó chúc chư Bồ Tát. Thế Tôn thiện nam tử thiện nữ nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, dân hà ứng trụ dân hà hàng phúc kỳ tâm Phật ngôn. Thiện tai thiện tai tu bồ đề, như như sở thuyết Như Lai thiện hộ niệm, chư Bồ Tát thiện phó chúc chư Bồ Tát. Nhữ kim đê thính đương vị, nhữ thuyết thiện nam tử thiện nữ nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, ưng như thị trụ như thị hàng phục kỳ tâm, duy nhiên Thế Tôn nguyện nhạo dục văn,
Phật cáo tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Tát ứng như thị hàng phúc kỳ tâm. Sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhược noãn sanh, nhược thái sanh, nhược thập sanh, nhược quá sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Ngã giải linh nhập vô dư niết bàn, nhi diệt độ chi như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thiệt vô chúng sanh đắc ca diệt độ giả hà di cô. Tu Bồ Đề nhược Bồ Tát hữu ngã tương, nhân tương chúng sanh tương, thọ giả tương tất cả phi Bồ Tát. Phục thư tu Bồ Đề Bồ Tát ư pháp ứng vô sở trụ hành ư bố thí, sở dĩ bất trụ sắc bố thí, bất trụ thinh hương sắc vị xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề Bồ Tát ứng như thị bố thí, bất trụ ư tướng hà di cô. Nhược Bồ Tát bất trụ tương bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lượng. Tu Bồ Đề ư ý dân hà, đông phương hư không khả tư lượng phụ. Phật đã thế tôn tu Bồ Đề, nam tây bắc phương tứ di thượng hạ hư không khả tướng lượng phụ. Phật giả thế tôn tu Bồ Đề, Bồ Tát vô trụ tướng bồ thi, phước đức diệt phục như thị bất khả tư lượng. Tu Bồ Đề Bồ Tát đảng ứng như sở giáo trụ, tu Bồ Đề ư ý dân hà, khả dĩ thân tướng kiến như lai phù. Phật già thế tôn bất khả dĩ thân tướng đắc kiến như lai hà dĩ cô, như lai sở thuyết thân tương tức thờ phi thân tương. Phật cao tu Bồ Đề, phàm sở hữu tương giải thị hư dòng, nhược kiên chữ tướng phi tương tức kiến như lai. Tu Bồ Đề bạch thế Phật ngôn, thế tôn phả hữu chúng sanh đắc văn như thị ngôn thuyết chương cú, sanh thiệt tinh phụ Phật cáo tu Bồ Đề, mạt tác thị thuyết Như Lai diệt hầu, hậu ngũ ba tuệ hữu trì giới tu phước già như thử chương cú, năng sanh tính tâm dị thử vi thiệt, đương tri thị nhân bất ức ư nhất Phật, nhị Phật tam Phật ngũ Phật, nhi chúng thiện căn ư dữ vô lượng, thiên giang Phật sở chúng ư thiện căn, văn thị chương cú nại chia nhất niệm, sanh tịnh tính già. Tu Bồ Đề Như Lai tất trị tất kiên, thị chữ chung sanh đắc như thị vô lượng phước đức hà di cô. Thị chữ chung
sanh vô phục ngã tướng nhân tướng chung sanh tướng thọ giả tướng vô pháp tướng diệt vô phi pháp tướng hà dĩ cố thì chư chúng sanh nhược tâm thủ tướng tắc vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả nhược thủ pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả hà dĩ cố nhược thủ phi pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả thì cô bất kỳ ưng thủ pháp bất ưng thủ phi pháp vì thị nghĩa cô Như Lai thường thuyết như đẳng tỳ kheo tri ngã thuyết pháp như phổ phiết vũ già pháp thượng ưng xã hạ huống phi pháp tu bồ đề ư ý dân hà Như Lai đắc a nậu đa la tam miếu tam bồ đề gia Như Lai hữu sở thuyết pháp gia tu bồ đề ngôn như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa vô hữu định pháp danh a nậu đa la tam miếu tam bồ đề biệt vô hữu định pháp Như Lai bất khả thuyết Như Lai khả thuyết hà dĩ cố Như Lai sở thuyết pháp giải bất khả thù bất khả thuyết phi pháp phi phi pháp sở dĩ giả hà nhật thiết hiền thánh giai dĩ vô di pháp nhi hữu sai biệt tu bồ đề tư ý dân hà nhược nhân mãn tám thiên đại thiên thế giới thất bửu dị dụng bồ thi thì nhân sở đắc phước đức Ninh Di Đa Phụ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn hà dĩ cố thị phước đức tức phi phước đức kỳ tăng thị cố Như Lai thuyết phước đức đa nhược phục hữu nhân ư thử kinh trung thọ trì nại chi tự cua cây đằng vì tha nhân thuyết kỳ phước thắng bị hà cố dĩ tu bồ đề nhật thiết chư phật cập chư phật a nậu đa la tam miếu tam bồ đề pháp giai tùng thử kinh xuất tu bồ đề sở vị phật pháp giả tức phi phật pháp tu bồ đề ư ý dân hà tu đà hoàng năng tắc thị niệm ngã đắc tu đà hoàng quả phù tu bồ đề ngôn phật giả thế tôn hà dĩ cố tu đà hoàng danh vi nhập lưu nhi vô sở nhập bất nhập sắc thinh hướng vị xúc pháp thị danh tu đà hoàng tu bồ đề ư ý dân hà tư đà hàm năng tác thị niệm ngã đắc tư đà hàm quá phù tu bồ đề ngôn phật giả thế tôn hà dĩ cố tư đà hàm danh nhất vãng lai nhi thiệt vô vãng lai thị danh tư đà hàm tu bồ đề ư ý dân hà a na hàm năng tác
tỷ niệm ngã đất a na hàm quá phù tu bồ đề ngôn phật già thế tôn hà di cô a na hàm danh vi bất lai nhi thiệt vô bất lai thì cố danh a na hàm tu bồ đề ư ý dân hà a la hăng năng tắc thị niệm ngã đất a la hăng đau phù tu bồ đề ngôn phật giả thế tôn hà dĩ cố thiệt vô hữu pháp danh a la hăng thế tôn nhược a la hăng tắc thị niệm ngã đất a la hán đạo tức vi trước ngã nhân chung sanh thọ già thế tôn phật thuyết ngã đất vô tránh tam mùi nhân trung tôi vi đệ nhất thị đệ nhất ly dục a la hán thế tôn ngã bất tác thị niệm ngã thị ly dục a la hán thế tôn ngã nhược tác thị niệm ngã đắc a la hán đạo thế tôn tắc bất thuyết tu bồ đề thị nhậu a la na hành già vì tu bồ đề thiệt vô sở hành nhi danh tu bồ đề thì nhạo a lan na hành phật cao tu bồ đề ư ý dân hà như lai tích tại nhiên đăng phật sở ư pháp hữu sở đắc phụ phật phật già thế tôn như lai tại nhiên đăng phật sở ư pháp thiệt vô sở đắc tu bồ đề ư ý dân hà bồ tát trang nghiêm phật độ phụ phật già thế tôn hà dĩ cô trang nghiêm phật độ già tức phí trang nghiêm thị danh trang nghiêm thị cô tu bồ đề chư bồ tát ma ha tát ưng như thị sanh thanh tịnh tâm bất ưng trụ sắc sanh tâm bất ưng trụ thính hương vị xúc pháp sanh tâm ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm bồ đề thí như hữu nhân thân như tu di sơn dường ư ý dân hà thị thân vi đại phù tu bồ đề ngôn thẩm đa thế tôn hà dĩ cô phật thuyết phi thân thị danh đại thân tu bồ đề như hằng sa trung sở hữu sa số như thị sa đẳng hằng hà ư ý dân hà thị chư hằng hà sa ninh vi đa phụ tu bồ đề ngôn thẩm đa thế tôn đáng chư hằng hà thượng đã vô số hằng hà huống kỳ xa tu bồ đề ngã kim thiệt ngôn cao nhự nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân dĩ thất kế bảo mạng nhị sở hằng hà xa số tám thiên đại thiên thế giới dị dụng bồ thi đắc phước đa phù tu bồ đề ngôn thẩm đa thế tôn phật cao tu bồ đề nhược thiên nam tử thiên nữ nhân ư thử kinh trung
nơi chí thọ trì tứ cú kể đằng vị tha nhân thuyết nhi thử phước đức kia thánh tiền phước đức phục thử tu bồ đề tùy thuyết thị kinh nơi chí tứ cú kể đằng đương tri như thứ sứ nhất thiết thế gian thiên nhân a tu la giải ân cúng dường chư Phật thập miếu hạ huống hữu nhân tấn năng thọ trì độc tùng tu bồ đề đương tri thị nhân thành tựu tối thượng đệ nhất khi hữu chi pháp nhược thị kinh điển sở tại chi sư tức vi hữu Phật nhược tôn trong đệ tử nhị thời tu bồ đề bạch Phật ngôn Thế Tôn đương hà danh thử kinh Nga đẳng dân hà phúng trì Phật cáo tu bồ đề thị kinh danh di kim cang bát nhã ba la mật di thị danh từ như đương phụng trì sở di giá hà tu bồ đề Phật thuyết bát nhã ba la mật tức phi bát nhã ba la mật thị danh bát nhã ba la mật tu bồ đề ư ý dân hà như lai hữu sở thuyết pháp phù tu bồ đề bạch Phật ngôn Thế Tôn như lai vô sở thuyết tu bồ đề ư ý dân hà tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần thị vi đa phù tu bồ đề ngôn thâm đa Thế Tôn tu bồ đề chữ vi trần như lai thuyết phi vi trần thì danh vi trần như lai thuyết thế giới phi thế giới thì danh thế giới tu bồ đề ư ý dân hà khả dĩ tam thập nhị tương kiến như lai phù Phật già Thế Tôn bất khả dĩ tam thập nhị tương đắc kiến như lai hà dĩ cổ như lai thuyết tam thập nhị tương tức thị phi tương thị danh tam thập nhị tương tu bồ đề nhất hữu thiện nam tử thiên nữ nhân dĩ hằng hà sa đẳng tăng mạn bố thí nhược phục hữu nhân thử kinh trung nay chỉ thọ trì tứ cú kệ đằng vị tha nhân thuyết kỳ phước thâm đa nhĩ thời tu bồ đề văn thiết thị kinh thâm giải nghĩa tu thế lễ bi khắp nhĩ bạch Phật ngôn Hy hữu Thế Tôn Phật thuyết như thị thầm thầm kinh điển ngã tùng tích lai sở đất quê nhàn vị tầng đất dặn như thị chi kinh Thế Tôn nhược phục hữu nhân đắc văn thị kinh tinh tâm thanh tịnh tức sanh thiệt tướng đương trí thị nhân thành tựu đệ nhất khi hữu công đức Thế Tôn thị thiệt tướng già tức thị phi tướng thị cô như lai thuyết danh thiệt tướng Thế Tôn ngã kim đắc danh như thị kinh điển tính giải thọ trì bất kỳ túc
di nạn, nhược đương lai thế hậu ngũ ba tuế kỳ hữu chúng sanh. Đắc văn thị kinh tinh giải thọ trì, thầy nhân tức vi đệ nhất thi hồ. Hà dị cô thử nhân vô ngã tương, vô nhân tưởng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tương, sở dĩ giả hàng. Ngã tướng tức thị phi tương, nhân tương chúng sanh tướng, thọ giả tương tức thị phi tương. Hà dĩ cô ly nhất thiết chư tương, tức danh chư Phật. Phật cao tu Bồ Đề, như thị như thị, nhược phục hữu nhân, đắc văn thị kinh, bất kinh bất bộ bất quỷ, đường tri thể nhân, thầm vi hơi hữu. Hà dĩ cố tu Bồ Đề, Như Lai thuyết đệ nhất Ba La Mật, tức phi đệ nhất Ba La Mật, thị danh đệ nhất Ba La Mật tu Bồ Đề. Nhẫn nhục Ba La Mật, Như Lai thuyết phi nhẫn nhục Ba La Mật, thị danh nhẫn nhục Ba La Mật, Hà dĩ cố tu Bồ Đề. Như ngã tích dị ca lợi dương, các triệt thân thể, ngã ư nhị thời vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, hà dĩ cô ngã ư vạn tích tiết tiết chi giải thời, nhược hữu ngã tướng nhân tướng, chúng sanh tướng thọ giả tướng, ứng sanh sân hận. Tu Bồ Đề hữu niệm quá khứ, ư ngũ ba thế tác nhân nhục tiên nhân, ư nhị sở thế vô ngã tướng, vô nhân tướng chùa, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thị cô tu Bồ Đề. Bồ Tát ứng ly nhất thiết tướng, phát A Nậu Đa La tam miểu tam Bồ Đề tâm, bất ứng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm, nhược tâm hữu trụ tức bi phi trụ, thị cố Phật thuyết Bồ Tát tâm, bất ưng trụ sắc bồ thí tu Bồ Đề. Bồ Tát vi lợi ích nhất thiết chúng sanh cô, ứng như thị bố thí Như Lai thuyết nhất thiết chư tường, tất thị phi tương hộ thuyết nhất thiết chúng sanh, tức phi chúng sanh tu Bồ Đề. Như Lai thị chân ngữ giả thiệt ngữ giả, như ngữ giả bất kỳ cuốn ngữ giả, bất vị ngữ giả tu Bồ Đề. Như Lai sở đắc cái pháp thử pháp vô thiệt vô hư tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát tâm trụ ư pháp nhi hành bộ thi, như nhân nhập am tức vô sở kiên, nhược Bồ Tát tâm bất trụ pháp nhi hành bố thí, như nhân hữu mục nhật quang minh chiêu kiến chủng chủng sắc. Tu Bồ Đề đương lai nhị chi thể, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, đăng ư nhữ kinh thọ trì đập tùng, tức
vi Như Lai, vị Phật trí huệ tức tri thị nhân, tất kiến thị nhân giai đất thành tựu vô lượng vô biên công đức. Tu Bồ Đề nhất hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, sở nhật phần di hằng hà sa đẳng thân bồ thi. Trung nhật phần phục di hằng hà sa đẳng thân bồ thi, hậu nhật phần diệt di hằng hà sa đẳng thân bồ thi. Như thị vô lượng ba thiên vạn ức kiếp vị thân bồ thi, nhược phục hữu nhân văn thử kinh điển tinh tâm bất nghịch. Kỳ phước thánh bị hạ hung thơ tà, thọ trì độc với tụng vị nhân giải thuyết. Tu Bồ Đề dĩ yếu ngôn chi, thị kinh hổ bất khả tư nghị, bất khả xứng lượng vô biên công đức. Như Lai vị Pháp đại thừa, giả thuyết vị Pháp tối thượng thừa, giả thuyết nhược hữu nhân năng thọ trì độc tùng quán vị nhân. Thuyết Như Lai tất tri thị nhân, tất kiến thị nhân giải đắc thành tựu bất khả lượng, bất khả xưng vô hữu biên, bất khả tư nghị công đức. Như thị nhân đẳng tác vi hà đám Như Lai, a nậu đà la tam miểu tam bồ đề. Hà dĩ cô tu bồ đề, nhược nhạo tiểu pháp già, trước ngã kiến nhân kiên chúng sanh kiên, thọ giả kiên tức ư thử kinh, bất năng thính thọ độc tụng vị nhân giải thuyết. Tu Bồ Đề tái tài sư sư, nhược hữu thử kinh nhất thiết thế gian thiên nhân. A Tu La ứng sở cúng dường, đương ti thử sư tức vi thì tháng dây ân cung kính tác đệ nhiều. Vì chư hoa hương nhĩ tán kỳ sư, phục thứ tu bồ đề thiện nam tử thiện nữ nhân, thọ trì đập túng thử kinh nhược vị nhân kinh tiện thị nhân tiên thể, tội nghiệp ứng đỏ ác đạo dĩ kim thế nhân khinh tiện cô. Tiên thế tội nghiệp tức vị tiêu diệt, đương đắc A Nậu Đa La tam miểu tam bồ đề. Tu Bồ Đề ngã niệm quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, ư nhiên đăng Phật tiền đắc trí, trị bát ba tư tiên vạn kỳ na gió tha chư Phật, tất giai cúng dường thừa sự gỗ không quá già. Nhược phục hữu nhân ư hậu mạc thế, năng thọ trì độc tụng thử kinh sở đắc công đức, ư ngã sở cúng dường chư Phật công đức kia ba phần, bất cập nhất thiên giảng ức phần nại chi toàn số thí dụ sở bất kỳ năng cập. Tu Bồ Đề nhược thiện nam tử thiện nữ nhân, ư hậu mạc thế thọ trì đọc tụng thử kinh sở đắc công đức, ngã nhược cụ thuyết già hoặc hữu nhân dân tâm tắc cuồng loạn, hồ nghi bất tin tu bồ đề, đương trí thị kinh nghĩa bất khả tư nghị, quả báo diệt bất khả tư nghị.
dĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Thế Tôn thiện nam tử thiện nữ nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Tâm, Dân Hà Ưng Trụ Dân Hà Hàng Phúc Kỳ Tâm, Phật Cao Tu Bồ Đề. Thiện nam tử thiện nữ nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Tâm Già, Đương Sanh Như Thị Tâm, Ngã Ưng Diệt Độ Nhất Thiết Chúng Sanh, Diệt Độ Nhất Thiết Chúng Sanh Gì Nhi Vô Hữu Nhất Chúng Sanh Thiệt Diệt Độ Già, Hà Dĩ Cố Tu Bồ Đề Nhất Tu Bồ Tát Hữu Ngã Tương, Nhân Tương Chúng Sanh Tương Thọ Giả Tương, Tức Phi Bồ Tát Sở Dĩ Giả Hạ Phu Bồ Đề. Thiệt Vô Hữu Pháp Phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm Già Phu Bồ Đề. Ư Ý Dân Hạ Như Lai Ư Nhiên Đăng Phật Sở Hữu Pháp Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Phụ Phật Già Thế Tôn, Như Ngã Giải Phật Sở Thuyết Nghĩa Phật Ngư Nhiên Đăng Phật Sở Vô Hữu Pháp Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Phật Ngôn. Như Thị Như Thị Tu Bồ Đề Thiệt Vô Hữu Pháp Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Tu Bồ Đề Nhược Hữu Pháp Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Già Nhiên Đăng Phật Tức Bất Dữ Ngã Thọ Ký Ư Nhữ Ư Lai Thế Đường Đắc Tác Phật Hiểu Thích Ca Mâu Ni Dĩ Thiệt Vô Hữu Pháp Đắc A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Thị Cổ Nhiên Đăng Phật Dư Ngã Thọ Ký Tác Thị Ngôn Nhữ Ư Lai Thế Đương Đắc Tác Phật Hiểu Thích Ca Mâu Ni Hà Dĩ Cổ Như Lai Già Tức Chư Pháp Như Nghĩa Nhược Hữu Nhân Ngôn Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Tu Bồ Đề Thiết Vô Hữu Pháp Phật Đắc A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Như Lai Sở Đắc A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề Ư Thị Trung Vô Thiệt Vô Hư Thị Cố Như Lai Thuyết Nhất Thiết Pháp Giải Thị Phật Pháp Tu Bồ Đề Sở Ngôn Nhất Thiết Pháp Giả Tức Phi Nhất Thiết Pháp Thị Cố Danh Nhất Thiết Pháp Tu Bồ Đề Thị Nhờ Như Nhân Thân Trường Đại Tu Bồ Đề Ngôn Thế Tôn Như Lai Thuyết Nhân Thân Trường Đại Tức Di Phi Đại Thân Thị Danh Đại Thân Tu Bồ Đề Bồ Tát Diệt Như Thị Nhược Tác Thị Ngôn Ngã đương diệt độ vô lượng chúng sanh tức bất danh Bồ Tát Hà Dĩ Cố Tu Bồ Đề Thiệt Vô Hữu Pháp danh vị Bồ Tát Thị Cô Phật Thiệt Nhất Thiết Pháp Vô Ngã Vô Nhân Vô Chúng Sanh Vô Thọ Già
tu Bồ Đề nhược Bồ Tát thì ngôn ngã đường trang nghiêm Phật độ thì bất danh Bồ Tát Hà Di Cô. Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ già tức phi trang nghiêm thì danh trang nghiêm tu Bồ Đề nhược Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp già. Như Lai thuyết danh chân thì Bồ Tát Nam Mô Kim Cang hội thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Kim Cang hội thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Kim Cang hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Sanh nhược căn chủng tâm Như Lai tất tri Hà Di Cô. Như Lai thuyết chư tâm giải vi phi tâm thì danh vi tâm
sở dĩ giả hà tu bồ đề quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ca tu bồ đề. Ơi dân hà nhược hữu nhân mạng tam thiên đại thiên thế giới, thất bảo dĩ dụng bố thí thị nhân, vị thị nhân duyên đắc phước đa phủ. Như thị thế tôn thử nhân, vị thị nhân duyên đắc phước thẩm đa tu bồ đề, nhược phước đến hữu thiệt, Như Lai bất khả thuyết đắc phước đức đa, vị phước đức vô cổ, Như Lai thuyết đắc phước đức đa tu bồ đề ưỡi dân hàng. Phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiên phụ, Phật giả thế tôn Như Lai bất ưng dĩ cụ túc sắc thân kiên, hà dĩ cố Như Lai thuyết cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân thị danh cụ túc sắc thân. Tu mô đề ưỡi dân hà, Như Lai khả dĩ cụ túc chư tường kiên phụ Phật già thế tôn, Như Lai ưng bất dĩ cổ túc chư tướng kiến hà dĩ cổ, Như Lai thuyết chư tướng cổ túc tức phi cổ túc thì dành chư tướng cổ túc tu bồ đề, Như vật vị lai Như Lai tác thị niệm ngã đường hữu sở thuyết pháp mạt tác thị niệm hà dĩ cô, nhược nhân ngôn Như Lai hữu sở thuyết pháp tức vị ban Phật, bất năng giải ngã sở thuyết cổ tu bồ đề, thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết thị danh thuyết pháp nhĩ thời huệ mạng tu bồ đề bạch Phật ngôn. Thế tôn phả hữu chúng sanh ư vị lai thế văn thuyết thị pháp sanh tinh tâm phù Phật ngôn, tu bồ đề bị phi chúng sanh phi bất chúng sanh hà dĩ cô tu bồ đề. Chúng sanh già Như Lai thuyết phi chúng sanh thị danh chúng sanh tu bồ đề bạch Phật ngôn. Thế tôn Phật đắc A Nậu Đa La tám miểu tam bồ đề vi vô sở đắc gia. Phật ngôn như thị như thị tu bồ đề ngã ư Đa Nậu Đa La tám miểu tam bồ đề này chi hữu vô thiểu pháp khả đắc thị danh A Nậu Đa La tám miểu tam bồ đề. Phục thứ tu bồ đề thị pháp bình đẳng vô hữu cao hà thị danh A Nậu Đa La tam miểu tam bồ đề, vị vô ngã vô nhân vô chung sanh vô thọ già tu nhất thiết thiện pháp tức đắc A Nậu Đa La tam miểu tam bồ đề. Tu bồ đề sở ngôn thiện pháp giả Như Lai thuyết tức phi thiện pháp thì danh thiện pháp. Tu bồ đề nhược tam thiên đại thiên thế giới trung sở hữu chư tu di sơn dương như thị đặng thất bảo tu
Hữu nhân trì dụng bố thí nhược nhân dĩ thử bát nhã ba la mật kinh. Nại chí tứ cú cậy đặng thọ trì đắp tùng dĩ tha nhân thuyết. Hư tiền phước đức ba phần cấp bất cập nhất. Ba thiên dạng ức phần nại chi toan số thí dụ sở bất kỳ năng cập. Tu Bồ Đề ư ý dân hà như đăng vật dĩ Như Lai tác thí niệm. Ngã đương độ chúng sanh Tu Bồ Đề mạt tác thí niệm. Hà dĩ cố thiệt vô hữu chúng sanh Như Lai độ giả nhược hữu chúng sanh. Như Lai độ giả Như Lai tức hữu ngã nhân chúng sanh thọ giả Tu Bồ Đề. Như Lai thuyết hữu ngã giả tức phi hữu ngã. Nhi phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã. Tu Bồ Đề phàm phu giả Như Lai thuyết tức phi phàm phu thị danh phàm phu. Tu Bồ Đề ư ý danh hà khả dĩ tam thập nhị tương quan Như Lai phù. Tu Bồ Đề ngôn như thị dĩ tam thập nhị tướng quan Như Lai Phật. Ngôn Tu Bồ Đề nhất dĩ tam thập nhị tướng quan Như Lai già. Chuyện luận thánh dương tức thị Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn. Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa bất ưng dĩ tam thập nhị tướng quan Như Lai. Nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn. Nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã. Thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Tu Bồ Đề như nhược tác thí niệm. Như Lai bất dĩ cụ túc tương cô. Đắc A Nậu Đa La tam miểu tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề mặc tác thị niệm. Như Lai bất dĩ cụ túc tương cô. Đắc A Nậu Đa La tam miểu tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề như nhược tác thị niệm. Phát A Nậu Đa La tam miểu tam Bồ Đề tâm già. Thuyết chư pháp đoạn diệt mạt tác thị niệm. Hà dĩ cố Phát A Nậu Đa La tam miểu tam Bồ Đề tâm già. Tư pháp bất thuyết đoạn diệt tương Tu Bồ Đề. Nhược Bồ Tát dĩ mãn hằng hà sa đăng. Thế giới thất bảo trì dụng bồ thí nhược phục hữu nhân. Tri nhất thiết pháp vô ngã đắc thành ư nhân. Thử Bồ Tát thắng tiền Bồ Tát sở đắc phước đức. Hà dĩ cố Tu Bồ Đề dĩ chư Bồ Tát bất thọ phúc đức cô. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn. Dân hà Bồ Tát bất thọ phước đức. Tu Bồ Đề Bồ Tát sở tác phước đức. Bất ưng tham trước thì cô thuyết bất kỳ thọ phước đức. Tu Bồ Đề nhược hữu nhân ngôn. Như Lai nhược lai nhược khứ nhược tỏa nhược ngọa. Thị nhân bất
giải ngã sở thuyết nghĩa hà dị cô Như Lai già vô sở tùng lai diệt vô sở khứ cô danh Như Lai tu bồ đề thiện nam tử thiện nữ nhân vị tam thiên đại thiên thế giới toán vị vi trần ư ý dân hà thị vi trần chúng ninh vi đa phù tu bồ đề ngôn.